thuộc Đại Nam Dân Đảng Hải Ngoại. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ cho lễ và chúng tôi xin tuyên dương cho lễ. Chúng tôi cũng ghi nhận cái việc làm cho lễ, đây là một cái việc làm vô cùng quý giá, vì đây là lần đầu tiên kể cả trong lịch sử của chính thể Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trước đây, chúng ta có một chính phủ, chúng ta có một quân đội, chúng ta có cả bộ thông tin, chúng ta chưa làm được một cuốn phim về Hồ Chí Minh, vì lúc đó chúng ta đang phải bảo vệ cái miền Nam Việt Nam chúng ta, cái sự xâm lăng của Cộng sản. Và đây là lần đầu tiên cha Lễ và một số anh em đã thu thập tất cả những tin tức tài liệu khắp thế giới để cô đồng lại làm một cuốn phim dài về Hồ Chí Minh. Nói về Hồ Chí Minh thì chúng ta đều biết không thể bút nào có thể tả được cái sự gian trá và man dợ của cái chế độ Cộng sản, và do chính ông ta là cái người tự nguyện làm tay sai cho Cộng sản quốc tế và được Đảng Cộng sản Việt Nam tô vẽ là một người yêu nước. Ông ta đã tiêu diệt tất cả những cái đảng phái quốc gia ở trong nước, những cái người như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Trung Trinh, cụ Vũ Hồng Khanh của Việt Nam Quốc Dân Đảng, cụ Nguyễn Hải Thần, là những vị đã cưu mang Hồ Chí Minh khi ông ta bị Pháp bắt hoặc là bên Trung Hoa bắt. Vậy mà chính Hồ Chí Minh là những người đã bán đứng tất cả những việc này. Hồ Chí Minh còn nói cụ Nguyễn Hải Thần là cái người hút thuốc phiện, không nói được chữ tiếng Việt, trong khi chính cụ Nguyễn Hải Thần là cái người can thiệp với chính phủ Trung Hoa quốc gia lúc bây giờ dưới thống chế Tử Giới Thạch, tha mạng cho Hồ Chí Minh. Và còn nhiều những tội ác nữa, và sau này quý vị coi cuốn phim, quý vị sẽ thấy là cuốn phim là đầy đủ những tài liệu lịch sử quan trọng nhất từ trước thế này. Một lần nữa, nhân danh Việt Nam Quốc Dân Đảng, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm của phong trào Sài Gòn, của cha Lễ, của chiến hữu Trần Quốc Bảo, chủ tịch của Phổ Hưng Việt Nam, và của Bộ Tham mưu và Ban Kỹ thuật đã xây dựng nên cuốn phim. Chắc chắn cuốn phim có những cái điểm không vừa lòng hết tất cả mọi người nữa. Nhưng quý vị thử nghĩ, chính những cái nhà làm phim nổi tiếng Cecil B. DeMille, còn Spielberg cũng vậy, còn cái những báo chí nó còn chê, đây là những cái nhà phim làm phim nổi tiếng khắp thế giới, và làm sao bảo những anh em ở đây tay ngang vào làm ra cuốn phim, làm sao mà không có những cái điểm nhỏ mà thiếu sót được. Do đó nói chung lại là đây là cuốn phim rất là đầy đủ tài liệu lịch sử. Một lần nữa, Việt Nam Dân Đảng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm rất là quý giá của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ một lần nữa tất cả sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay, và xin quý vị cố gắng ngồi lại để nhận cái DVD của cha Lễ, ký tặng, tự tay ký tặng quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây là phát biểu của ông Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam dùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia. Kính mời ông Đỗ Hồng Anh. Đại diện các hội đoàn, các đảng phái và các cơ quan truyền thông báo chí cùng quý đồng hương. Tôi xin được cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi cái vinh dự được phát biểu trong sinh hoạt đầy ý nghĩa này. Thưa quý vị, trong chúng ta đây có ai tin rằng Hồ Chí Minh là người yêu nước hay không? Có ai trong chúng ta đây tin rằng Hồ Chí Minh là người đạo đức, biết hy sinh cả cuộc sống, cả hạnh phúc của bản thân để phục vụ cho quốc gia dân tộc hay không? Có ai trong chúng ta đây tin rằng Hồ Chí Minh là người đạo đức, là một người có những cái tư tưởng vĩ đại đáng cho những người khác học hỏi hay không? Thưa quý vị, câu trả lời của chúng ta là không, không và không. Thưa quý vị, chúng ta tin rằng Hồ Chí Minh là một người không yêu nước. Mặc dù vào năm 1911, ông ta đã xuống tàu ra đi nước ngoài
và được đàn em cộng sản xưng tụng gọi là ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng thực sự ông ta ra đi là để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình mà thôi. Và sau này quý vị cũng đã nghe qua phần trình bày của ông Trần Tử Thanh là Hồ Chí Minh đã từng mưu hại những nhà ái quốc vào lúc bấy giờ như cụ Phan Bội Châu. Và kế đó thì quý vị cũng thấy là Hồ Chí Minh, ở trong tư tưởng Hồ Chí Minh không hề có Tổ quốc Việt Nam mà chỉ có chủ nghĩa cộng sản mà thôi. Chúng ta cũng không tin rằng Hồ Chí Minh là một người đạo đức, hy sinh cái cuộc sống, cái hạnh phúc của bản thân để sống cuộc đời độc thân, phục vụ cho lý tưởng quốc gia dân tộc. Bởi vì chúng ta thấy rằng Hồ Chí Minh có rất nhiều vợ, như bà Tăng Tuyết Minh ở bên Tàu, những bà vợ ở Pháp, ở Nga và ở Việt Nam. Hồ Chí Minh cũng đã tìm cách sai thủ hạ giết chết người đầu óc tay gối của mình, đã từng có con với mình là bà Năm Thị Xuân. Hồ Chí Minh cũng đã cướp vợ của người đồng chí của mình là Nguyễn Thị Minh Khai, vợ của Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, chúng ta cũng không tin Hồ Chí Minh là một người có tư tưởng vĩ đại đáng để cho mọi người học hỏi. Bởi vì chúng ta thấy rằng ngay cả cái tên của Ngai Quốc cũng là một cái sự vay mượn, cũng là một sự tiến danh. Và ngay cả câu nói mà chúng ta thường nghe mà cộng sản coi như là một cái danh ngôn không có gì quý hơn độc lập tự do. Thưa quý vị, câu nói quá tầm thường, cũng giống như 2 + 2 = 4, không có gì đặc biệt cả. Ngoài ra, chúng ta cũng nghe rằng Hồ Chí Minh từng nói đánh năm trong người. Thực ra đó là một câu ăn cắp từ câu của Quan Trọng bên Tàu. Ông Quan Trọng đã từng nói nhất niên mặc chi kế thủ cốc, thập niên mặc chi kế thủ mộc, bách niên mặc chi kế thủ nhân. Và thưa quý vị, Hồ Chí Minh không có tư tưởng gì mà đáng để cho mọi người hỏi cả. Thậm chí là cái bản tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình cũng là cái sao chép của bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ mà thôi. Do vậy thưa quý vị, chúng ta là những người quốc gia đã biết rõ về Hồ Chí Minh, cho nên cuốn phim tài liệu sự thật về Hồ Chí Minh sắp sửa được trình chiếu hôm nay có thể nói là một sự xác tín một lần nữa những gì mà chúng ta đã biết về Hồ Chí Minh, những gì mà chúng ta đã tin về Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, đối với con em chúng ta, thế hệ đàn em của chúng ta, thì cuốn phim này có thể xem được như là một ngôi sao bắt đầu soi đàn chỉ lối cho con em chúng ta không lầm đường lạc lối bởi những tuyên truyền một chiều của đám thiên tả, của đám cộng sản. Đối với những người lập luận, lập trường không dứt khoát, thì cuốn phim này có thể xem như là một cái điều rõ ràng để cho họ thấy đâu là chính nghĩa và họ thấy chính nghĩa của chúng ta là như thế nào và bộ mặt thật của Hồ Chí Minh là như thế nào. Và đối với thành phần cộng sản ngoan cố cuồng tín thì cuốn phim này có thể nói như là một cái phát súng đại bác công phá làm nổ tung cái lăng Hồ Chí Minh ngay tại Ba Đình, làm sụp đổ cái thần tượng Hồ Chí Minh ngay tại đó. Và thưa quý vị, còn một thành phần nữa, một đối tượng nữa mà chúng tôi nghĩ rằng ban tổ chức cũng đang nghĩ tới, đó là những người ngoại quốc. Họ thường nhìn Hồ Chí Minh qua cái lăng kính của những cái tuyên truyền một chiều đó. Cho nên nếu mà chúng ta có được một cái phiên bản bằng Anh ngữ của cuốn phim này thì chắc chắn cái cuốn phim này sẽ trở thành một cái trang sử được viết lại các chính sách rõ ràng để cho những người ngoại quốc thấy rõ đâu là bộ mặt thật Hồ Chí Minh và đâu là chính nghĩa mà quân dân miền Nam chúng ta đã chiến đấu trước năm 1975. Thưa quý vị, chúng ta trân trọng tri ân những vị đã bỏ công sức, bỏ thời giờ, bỏ tiền bạc để thực hiện cuốn phim tài liệu giá trị này.